Cưới em có hát bài đó à? Thôi bài đó. Yêu là cưới. Yêu là cưới hả? Nhớ. Một năm rồi á. Chị có bao nhiêu bài chưa? Một vòng tuần hoàn. Ôi, một vòng tuần hoàn. Mười năm sau mình có gặp nhau không? Em nói là giờ này anh không có sáng tác nhạc là đúng. Nếu chị Ba anh vẫn biết nhạc đó, vẫn xài đó. Rồi, anh đặc biệt anh biết kịch bản biết nhạc luôn. Mọi người không có đũa, mọi người ăn bắp đỡ. Chân gà ăn bắp cho em đũa mắt. Cái độ bọc sáng của gương mặt của em nó hơn những người bình thường không? Tại vì da em đen. Không sao. Em làm em quê. Anh đi. Anh An. Thôi vậy không ăn, người ta đen từ đầu đi. Anh An. Mang lên rồi kêu anh không ăn. Anh tưởng em thèm anh. Thôi thì tụi này cũng đặt đầu đi. Đây, anh dậy. Với tất cả những người biết tôi đều biết là không bao giờ ăn cái này. Nhưng mà hôm nay tôi nhận ra là cái này collagen.